Rồi Vũ mới chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì các bạn biết không, khi mà cái bữa mà mình quay cái clip mà anh Vĩnh chiếc 892.2 á, ảnh xới xong rồi là có anh em đăng đẩy để mà bỏ lỗ trồng bắp á, thì cái clip đó mình đăng là bữa 18 tháng 11. Hôm nay là được 1 tháng 8 ngày các bạn, được 1 tháng 8-9 ngày vậy ha, là chưa được 1 tháng 10 ngày nữa. Nhưng mà mình mới chạy ngang các bạn, mình mới chạy ngang mình thấy bắp lên cao, mình hết hồn luôn á. Bây giờ mình quay lại cho các bạn xem nha, anh em nào xem cái clip đó đã chắc biết á, tại vì cái clip mà mình quay anh chiếc 892.2 của anh Vĩnh xới nha, rồi mình quay anh em ta trồng bắp á, như có mấy chị gái á, có mấy chị gái đang bỏ lỗ phía sau á. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái đám bắp đó nha các bạn. Mình mới chạy ngang mà thấy tốt hết hồn luôn trời. Còn đám mì nè, đám mì bữa hai chiếc con đe nó bỏ quăng diêm nè, nó quăng ba cái phải trôi nè, các bạn thấy không, bữa nay nó lên cũng chưa gì chưa, bữa nay mì lên cũng rất đẹp luôn, rất đều luôn các bạn. Đây đám mì nè đó các bạn câu quay mình quay gọi xuôi cho các bạn xem nè. Thấy chưa, mấy cái này có đất này có đi ống nước hết nha. Gió nó hơi hù hả các bạn thông cảm nha, tại mình không có gắn mic vô. Đây cái giờ tới nè các bạn. Các bạn nhớ cái chỗ này không? Cái chỗ này bữa đó anh vừa tới, anh vừa lủi xe chỗ này nè. Đó, anh vừa đậu xe chỗ này ha, mình cũng dừng xe là chỗ này nè. Đó, mà làm quay thì cái chỗ này là ướt mem nè, nên là anh chạy là một lần xong rồi anh xới đầu trên kia luôn nha. Đó, các bạn, cái này có bắp lên nè. Hết biết mau lớn dễ sợ luôn trời, tốt thiệt. Một tháng 10 ngày nha các bạn, 8 ngày à, tháng 8 ngày à, nhưng mà tính tháng 10 ngày nha. Tại hôm nay là 26 ha, 26 tháng 12. Khi mình quay cái clip này 1-2 ngày mình mới đăng lên nha các bạn, nhưng mà thì mình tính ngày đây là ngày 26 tháng 12, là nó sẽ được 1 tháng 8 ngày nha các bạn. Cái bữa đó là trồng đầu trên kia trước đó các bạn, cái đầu dưới này là chắc ở nhão này chắc bữa hai mới trồng sau nữa nè. Nhưng mà thôi để mình lên chơi mình quay cái chỗ mà bữa mình quay trồng ha, quay trồng để cho nó dễ. Trong ra thì mình đi mình gặp cái gì tốt á quay cho các bạn xem nha. Đám mì hay là đám bắp gì đó. Đây nè, đây tới chỗ bữa mình đậu xe quay đây nè. Đó. Cái mí này nè các bạn. Ê. Trời ơi. Chút xíu lột xuống kinh luôn à. Có mình rộng minh mông và đậu xe cũng xíu lũ lúc vô lề chút xíu lột cái kinh nè. Đậu đại ngoài đi các bạn nha. Các bạn nhớ không, bữa mình quay cái đám này các bạn, mình nói là cái đám mà mì giống HN1 á, HN1 trồng đó. Đây nè các bạn, bữa nay dựng cờ ha, cao lớn ghê luôn các bạn. Ở đây ha, ở đây mình đứng trên mí lộ nè, mình nhìn xuống mà nó cao là muốn khỏi đầu mình luôn các bạn, cao khỏi đầu mình luôn rồi đó. Đây là cái hàng này tốt nè, bạn thấy không? Đã cây ra cho bạn xem nha. Đâu một tháng 8 ngày cao khỏi đầu mình luôn rồi. Mà các bạn thấy tốt không? Trong kia nó cũng đều hết nha, đều hết đám nha, chứ không phải là cái chỗ mà nào tốt mình quay đâu nha các bạn. Không phải cho tốt mình quay đâu nha. Mình hồi để trong đây mình đi mặc đồ cho các bạn xem nha. Bây giờ là trên kia nè.
tốt khắp đi, tốt không? Đất này đất này đất có ống nước nha các bạn, đất có ống nước tưới nha. Thì anh chủ này nè, anh chủ này là anh chuyên trồng bắp nha các bạn, ảnh là chuyên trồng bắp nha. Anh nói anh Dũng là một năm là cài xới cho anh đâu có trăm mẫu vậy. Thì mấy cái hàng ngoài nè thì mình thấy ảnh nó nhỏ quá nè, anh cắt bỏ luôn nha, cắt bỏ cho nó đừng có ăn phân để mà dưỡng cho dưỡng phân dưỡng cho mấy cây khác. Cái lằn về ngoài này mình thấy nó không tốt, thân nhỏ. Hàng thứ hai ở đầu vô trong bắt đầu nó tốt nha các bạn. Thì bữa cái bánh xe đó, cái bánh xe anh làm cốt lỗ đó các bạn, thì nó khoảng cách của nó nè, cách của nó là hai tấc rưỡi bị ngang như 8 tấc hay như quên rồi, quên kệ, là quên thông số rồi. Đi lại cái là cái bụi xích đường này ha. Đây là cái dưới chân đây này các bạn, nó cũng chết cây cũng nhiều nha các bạn. Các bạn nó chết hột á, không lên á, một kẻ nó không lên ha, đây không lên nè, tính ra không lên cũng nhiều nha các bạn, tính không lên cũng nhiều đó, mà tính ra cây nó cũng im ghê ha. Rồi dựng cờ ở đây, đường mương này có nước nè, có nước đã ha, có nước cái đầu nó ở dưới chân nó cũng im nên nó là nó cũng ngon. Đấy các bạn, đám này bữa anh dẫn anh chạy tú dưới kia luôn. Rồi bữa mình quay cái anh đó, anh đây anh kéo lên cái bộ lên, nó đi lượt đi song song với chiếc máy cày á, 1 tháng 8 ngày mà tốt ghê luôn thôi. Cái đám này bữa mình quay là mới trồng giống H1 nè, mà bữa nay mình thấy hình như nó cũng không im lắm, không im là bằng đám ở đây nè các bạn. Mình qua đám mình đang quay cho các bạn xem cái đám kế bên nè. Cái đám này cảm giác lên không đều ha, lên không đều bằng cái bên đây. Bên đây bên đây mới làm cỏ các bạn ơi, bên đây mới làm cỏ nè. Bên đây chính là trồng trước ha, chắc trồng trước nó lên im hơn nè. Có chỗ này thì đâu có đầu dạng nè, dạng nó lên không được đều không. Vô phía trong á, vô mí này bắt đầu là ngon nè. Cỏ này mới mần luôn các bạn, chắc mới mần sáng này luôn hay gì á. Nè, cỏ một tí trong luôn nè, mới làm mà sáng các bạn. Cỏ này là các bạn biết rồi, cỏ này là ngon lành luôn nè. Nó chưa chụp cỏ được nhưng mà cỏ này là bắt đầu nó phát triển nó tốt rồi các bạn. Cái này nó phát triển nó tốt hơn. Nên quay lên mình ngồi xuống quay cái bụi cho các bạn xem. Nó bị phức cái nón mình hơi thiếu sáng. Để mình đó các bạn. Nó gốc anh ha. Ra được hai nhánh hả? Ba nhánh các bạn. Ba nhánh ba bên ha. Hai các bạn thấy cái lá nó nè. Trời ơi nó mướt. Lá này mướt dã man. Giống như là cái gì ta? Lá này mướt quá giống như ngắt lá đi ăn với bánh xèo luôn rồi. Phải ăn được với bánh xèo là ta cũng ngắt luôn các bạn. Thấy non đẹp tốt không? Rồi thôi mình thấy đắp bắp rồi mình quay cho các bạn xem chơi nha. Tại vì bữa mình quay với chồng á, nhiều khi anh em cũng thắc mắc không biết là nó lên như thế nào ha. Lên thế nào, lên có điều hay không. Thì hôm nay có dịp mình đi ngang lại đó, đi ngang lại mình quay cho các bạn xem nha. Đúng là đám này luôn nha các bạn, chứ không phải mình kiếm cái đám cái đẹp đẹp khác mà mình quay cho các bạn xem đâu. Rồi chào các bạn nha.